đỉnh nóc kịch trần với gần 1 tỷ đồng cho 400 phần quà layup mà Hasuki sẵn sàng dành tặng cho các khách hàng Vũng Tàu nhằm ăn mừng cho sự kiện Hasuki đạt cột mốc 200 chi nhánh phủ khắp toàn quốc, 17 clinic trong ngày 20 tháng 7 diễn ra khai trương chi nhánh 200 Hasuki Experience Store ngay tại 62B Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với 400 khách xếp hàng và check-in sớm nhất sẽ nhận được ngay quà layup với giá trị khủng. Phần quà trị giá gần 6,5 triệu dành cho khách có số thứ tự từ 1 đến 20 bao gồm voucher spa 500k, kem dưỡng Obagi trị giá 1.650.000, kem dưỡng thể Parajoy trị giá 2.199.000, tinh chất Estee Lauder 665k, nước hoa Narciso 600k, cùng các mặt hàng bestseller khác. Phần quà trị giá 2,6 triệu dành cho khách có số thứ tự từ 21 đến 200 bao gồm tinh chất Estee Lauder 665k, toner Toridon 462k, bộ bốn mút Mastiff 199k, các siêu phẩm từ nhà Hotosu và còn nhiều sản phẩm khác. Phần quà 2,3 triệu dành cho khách có số thứ tự từ 201 đến 300 bao gồm gel rửa mặt Avène 626k, kem dưỡng Bioderma 200k, Judy Dawn Innisfree cùng nhiều sản phẩm khác. Phần quà 2,3 triệu dành cho khách có số thứ tự từ 301 đến 400 bao gồm gel rửa mặt Avène 626k, kem dưỡng Bioderma 200k, Perfect Diary, Eucerin và còn nhiều hơn thế nữa. Điều kiện nhận quà layup thì các khách yêu cần check-in lên TikTok theo các bước sau. Bước 1. Follow TikTok Hasuki Beauty, chụp hình hoặc quay video selfie tại chi nhánh mới 200 của Hasuki. Bước 2. Đăng hình ảnh hoặc video lên TikTok cá nhân ở chế độ công khai. Sau đó, check-in tại địa chỉ chi nhánh 200 với từ khóa Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu. Thêm caption, kèm theo dãy hashtag sau và nhấn đăng. Bước 3. Lấy số thứ tự và nhận quà. Để tăng cơ hội trúng quà cao hơn, cách tốt nhất chính là hãy tới sớm, xếp hàng và check-in sớm nhất. Trong ngày 20 tháng 7, tại chi nhánh 200 Hasuki Experience Store ở 62B Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến để còn được trải nghiệm mua hàng chính hãng chưa từng có tại Hasuki luôn nha!